Xong nước hữu tình chưa? Có nhiều chuyện lắm gia đình, giống như là hồi chuyện hồi xưa đó, thời chiến tranh đó mọi người. Những người tử tù đó, họ trốn ra khỏi tù. Mọi người biết họ làm sao không? Đây, họ trốn dưới sông, những cái sông sâu này gia đình đã. Thằng gọi nè, nói gì vậy? Tao nói là mở cửa lại hết rồi. Bây giờ mày chuẩn bị đồ đạc đi, rồi về đi, chơi với tao. Từ từ mình hãy làm để coi tình hình nó ổn ổn hơn xí đi. Dạ, muốn nằm lì nhà quay mấy cái clip kiếm tiền phải không? Mày quay mấy cái clip tào lao, tao mở lên coi chưa tới một phút là tao phải tắt rồi. Anh tính cái kênh của mình đó, sau khi mà được bật nút kiếm tiền á, mở miệng ra là mày tính, mày tính. Nghĩa là bữa giờ chưa kiếm được đồng nào luôn hả? Đó, em nói anh làm trò cười mà anh không tin. Đâu phải mày cái gì mà dễ ăn đâu. Tao nói mày quay clip mày phải đủ thứ mày đầu tư. Nào là thời gian, rồi tiền bạc, quần áo, đèn đốm, phục trang, đủ thứ hết trơn á. Con trước khi làm con tìm hiểu kỹ lắm. Ba má cho con ít thời gian đi, dạ kiên nhẫn với con đi. Con sẽ làm thành công mà ba. Mà mấy bữa nữa mà không ổn á, tao lên á, tao rước con Thảo về luôn. Hả? Tụi mày là khu du lịch đồng quê, khu du lịch thực tế, mày hiểu không? Tao mới là cái đứa đang thực tế này nè. Mày nghĩ hôm nay là kết thúc, nhưng nhỡ khi nó mới chỉ bắt đầu thì sao? Bây giờ trong cái thời gian đó thì anh tính sao? Ý tao hỏi á là chắc chưa? Mở cửa rồi có cho khách du lịch vô chưa? Mày nói vậy? Mở cửa không cho du khách vô, lại mày đón thú vô hả?